Xong rồi đồ chị cha rồi cho chúng ta mới quay rồi. Cho chị cái em mở cái giỏ chị ra để chị dặn nè, có cái tiếp đó mình đổ ra tay một cái xin đem qua em bôi một tí, có một cái tiếp nữa thôi, cặp màu trắng hay cặp màu đỏ đó. Trắng xanh xanh á, ai mà chị cha có không ta. Em đổ giỏ không biết nữa. Coi có không? Có, đúng chính xác. Rồi. Em bôi vừa nha, khi em làm thì... Em mở ra, em bỏ tay em á. Xong rồi em đem qua nó, rồi bỏ vô lại nó cho chị. Rồi, bôi đều hết mặt giống như bôi kia đó thôi, thay vì em bôi cái giảm sưng thì em bôi cái đó đó. Tôi không biết nữa. Chửi đồ ta nóng rồi đó bạn nha, biết rằng tự nhiên thấy nóng luôn à, chứ ta gồng quá nha. Gì? Small là con mô. Có mấy cái trống đâu hậu giống hả? Không biết nữa. Ăn nhiều người lộn hết trời. Khó tay mà còn lộn nữa. Phải coi lại nha. Trong máu nhiều quá. Cô này được mấy cái rồi đó. Thôi ráng thêm cái nữa là đủ 10. Tròn đẹp. Đói bụng cho em. Chắc hơi đói rồi. Tại em mới ăn mà. À, mới ngủ dậy hả? Em đang làm tới đây luôn á. Rồi được. Bình thường thôi. Một ngày mà em bố mẹ
có chị nữa. Tụi em tướng ở đây chị nữa. Mạo với tướng này ở đây nữa nghe. Blood, đừng hy vọng nhiều rồi đâu thất vọng. Sẵn về quê hàng này. Nếu nó lại sang xe luôn đi. Cái không được đem về quê. Đúng không? Thật đấy không? Đừng có biện hộ cho cái thèm muốn mua đồ của mình rồi làm tự thiện. Đồ chị chi mua á. Năm nay đem nhiều sao đem mí. À đồ này thấy đựng này thấy đồ chị chi mua. Định không đưa, định đem bỏ luôn á. Chi với chị thôi chị nè. Không lỡ tụi bay không. Thôi cứ đem đại xuống hay. Không được thì dục hay. À đúng rồi, để ta đem xuống để tụi bay có chi tụi bay lấy giùm. Đem quê gì đồ luôn kìa. Đi chứ mấy đứa sinh viên đồ. Mà mai Hậu về rồi. Xin ông Bi về cầm có một cái bao để ngồi. Anh cái bao chỗ cầu thang hồi anh đem qua đây. Đâu chưa chuẩn bị nhận hàng. Hàng của chị Loan. Mà đồ hơi bị tệ. Còn cũng đồ nhưng mà hình như chưa. Cô quéo rồi. Mình cũng quéo luôn rồi. Quéo cái móng rồi. Thằng cô nên giỏi chứ. Nó giỏi chứ. Phải hợp lý không? Quá hợp lý luôn á, mặc vô là nhìn như vậy. Bà to đứt tấm. Mà thả ra lắng đều. Sáng nay ngồi cô đi là đâu có đứt, đâu có ai hoài được đâu đúng không? Ừ. Có một người, có một câu nói nhưng mà ít lắm, có mấy một bài. À, câu nói đầu trước hoài ghê lắm á. Ừ. Câu mà nằm phía ngoài á. Giờ đang còn được ít bài bóng đó mà phải. Cô hiền làm á. Hồi nó chịu qua em biết bao nhiêu cái luôn đó. Cũng đã lắm đó. Cái cục mà chừng hết rồi. Cái cục bộ viên quá mà cũng có cục còi to luôn á. Nếu mà hồi nãy qua là chắc cũng ok. Nó qua chắc cũng được cái. Cái ok đó chứ dở. Cái cục bộ viên nó bự lắm vậy. Do đang làm cho ông cu nên nè. Không nhiều quá, không lắng hết rồi. Con cười. Mẹ gỡ lắm rồi. Đây phải làm nhé. Em có ai bị mụn, bạn bè ai bị mụn em? Dạ. Bạn em có ai bị mụn không? Không nhiều, cũng có vậy. Em trẻ hay em chỉ quay. Sợ nhiều đứa đi nặng muộn không có biết chỗ nặng á. Yeah. Không thấy chứ. Mấy phút rồi? Tự nhiên xong chưa là rã. Còn cái nữa mà. Hậu năm cái lấy năm chứ đâu. Là 10 cái là phế đó. Phế là cái giò thôi.
chuyển qua ngồi. Ủa, 5 cái cà lê bình thường. 5 cái bình thường mà. Bữa ăn xưa đứng cũng dữ. Bữa mô, bà nói ngày bà đứng cái gì? Bà đứng ra một quỵ luôn. Bà thả điện thoại xuống một quỵ luôn. Rồi sang hầu. Bà nhà, như bà nhà có đứng một lần đó không vậy? Nhà à? Nhà làm chi biết quay mà đứng. Có đứng lần đang đi. Đứng. Ấy là hắn đứng làm cái chi á mà cái xương nó kêu cái rớt. Chị mới kêu ủa trời con này cái xương gì mình kinh đó mi. Chứ không phải quay. Chắc bắt được tiếp quá. Không đứng làm chi.